Đang làm gì Cường? Đang dựng clip Minh ơi. Mới về. Dọc thôi. Dạ rồi. Quá đẹp luôn. Điều đầu tiên các bạn có thể thấy đó là logo mới, logo Alpha Theta. Tính năng mới của sản phẩm này đó là ở phần Brew Circuit. Ở đây thì mình có thể điều chỉnh được cái âm lượng của nó ở nút gain, xài được hai phần đó là Room Swap và Room Roll. Ta sẽ có 8 cái hot cue giống như CDJ 3000. Ở phần bass performance này thì sẽ có những tính năng như là hot cue, có thêm tính năng mới là stem và những tính năng khác như là beat jump, sampler, keyboard, bass effect, beat loop và key shift. Về phần mixer thì cũng sẽ được trang bị là 4 kênh. Ở đây thì sẽ có 14 cái effect để chúng ta sử dụng. Nếu mà những bạn mà thích nút xoay ở trên Obus quạt thì sản phẩm này tương tự như vậy. Sắp tới sẽ còn nhiều clip về Rusit, các bạn nhớ đón xem nhé.